Chào mừng các em đến kênh Huyền Liêm. Trong bài giảng hôm nay thì xin dẫn các em tới lớp 9 sẽ kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lớp xem bài giảng thì Liêm công khai giới thiệu. Các em sau ông hít và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 7 căn bậc 2 và căn khước bậc 2, tiết số 3 phần bài tập trang 48 nha. Giờ trước hết mình sẽ làm câu 3.1, tìm căn bậc 2 của mỗi số sao làm tròn để đến chữ số phần thứ 2. Trước hết là câu A. Giờ như vậy các em sẽ tìm căn bậc 2 của 24,5. Giờ các em bấm máy tính xem bằng bao nhiêu. Căn bậc 2 của 24,5 sẽ bằng là 4,949, thì làm tròn sẽ là 4,95 này, 4,95. Giờ như vậy mình kết luận là quãy số 24,5 có hai căn bậc 2 là 4,95 và trừ 4,95. Vậy số 24,5 có hai căn bậc 2 là 4,95 và trừ 4,95. Tiếp theo mình sẽ làm câu B. Giờ bây giờ mình sẽ tìm căn bậc 2 của 9 phần 10. Ta có luôn. Căn bậc 2 của 9 phần 10. Giờ các em bấm máy tính xem bằng bao nhiêu nhé. Nhi sẽ bằng là 0,948, làm tròn là 0,95. Lấy hai chữ số vào hợp phân sẽ là 0,95 nha. Vậy mình kết luận là căn bậc 2 của 9 phần 10 sẽ có hai căn bậc 2 là 0,95 và trừ 0,95. Đúng rồi. Vậy số 9 phần 10 có hai căn bậc 2. Không phẩy 95 và trừ 0,95. Giờ như là mình xong câu 3.1 nhé. 3.1 kem hiệu bài. Các em xong hết video hẹn với kem hiệu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ làm 3.2 để chuẩn bị trồng cây trên vỉa hè. Người ta để lại những ô đất hình tròn có diện tích khoảng 2 mét vuông. Em hãy ước lượng với độ chính xác là 0,005, đường kính của ô đất đó khoảng bao nhiêu mét nhé. Như vậy là các em nhớ là diện tích công thức tính diện tích hình tròn. Công thức tính diện tích hình tròn là như mình sẽ có S bằng gì? Diện tích hình tròn sẽ là pi nhân R bình phương, đúng không? Giờ suy ra R bình phương sẽ bằng
Xì R bình phương sẽ bằng giờ nhân chuyển biến là chia như R bình phương sẽ bằng S chia pi, diện tích chia cho pi được không? Giờ giờ đó R sẽ bằng giúp căn bậc 2 2V, R sẽ bằng căn bậc 2 của cái này. R sẽ bằng căn bậc 2 của S chia pi. R lớn không thì kem mới giúp căn bậc 2 được nhé. Giờ khi đó đường kính của ô đất như vậy là có bán kính, khi mà tìm đường kính khi đó đường kính của cái ô đất đó là, khi đó đường kính của cái ô đất đó là thì mình đường kính sẽ bằng hai lần bán kính, như D sẽ bằng hai lần R, có nghĩa là hai lần cái này SCP. Giờ các em bấm máy tính, ở đây người ta cho S của mình sẽ là 2 m², đúng không? Như ở đây các em khấy S này bằng 2 luôn. Giờ các em bấm máy tính sẽ bằng bao nhiêu nhé? Gần bằng. Ở đây người ta kêu mình làm tròn với độ chính xác là 0,005, có nghĩa làm tròn đến hàng phần, hàng phần trăm, lấy hai chữ số bằng hàng phần nhé. Bấm máy tính này. 2 nhân cho căn bậc 2 của 2 phần pi. Và 1,5957 mình làm tròn đến hàng phần trăm sẽ là 1,60. Đúng này. Như mình kết luận là vậy ta ước lượng đường kính của các ô đất khoảng 1,60 mét nhé. Như các em kết luận là vậy. Ta ước lượng được đường kính của các ô đất đó khoảng 1,60 m, có nghĩa là 1,6 m thôi. Đúng này. Giờ như vậy là mình xong câu 3.2 nhé. 3.2 kem hiểu bài, kem xong hết video thì kem hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu 3.3. 3.3 người ta kêu mình tìm điều kiện xác định của căn bậc 2 có x cộng 10. Điều kiện xác định của một căn khớp thì mình sẽ cho cái biểu khớp dưới căn sẽ lớn bằng không, đúng không? Như điều kiện xác định của biểu khúc căn bậc 2 của x cộng 10 là,
X cộng 10 sẽ lớn hơn bằng 0. Giờ cộng chuyển với là trừ như vậy x sẽ lớn hơn bằng âm 10, đúng này. X sẽ lớn hơn bằng âm 10. Giờ bây giờ người ta kêu tính giá trị của căn khước tại x bằng trừ 1. Mình thấy là x bằng trừ 1 sẽ lớn bằng trừ gan 10 như là khỏi mãn điều kiện xác định, đúng không? Như mình sẽ khai x bằng âm 1. Và biểu khước. Biểu khước này, đúng này. Ta được. Giờ hơi x bằng trừ 1 vô. Trừ 1 cộng 10 sẽ bằng bằng 9. Như cái mặt 2 của 9 thì bằng 3. Đúng rồi. Như vậy các em kết luận là vậy. Giá trị của căn khước. Là 3 khi x bằng âm 1, đúng rồi. Giờ như là mình xong câu 3.3 nhé. 3.3 kem hiệu bài, kem xong hết video hệ kem hiệu bài. Tiếp theo mình xong, mình sẽ làm câu 3.4 tính. Giờ tính các căn khớp này. Giờ trước hết là căn bậc 2 của 5,1 bình phương. Năm phẩy một bình phương sẽ bằng bình phương gặp dấu căn sẽ giá trị tuyệt đối của 5,1. Giá trị tuyệt đối của 5,1 thì cũng bằng 5,1 thôi, đúng không? Giờ tiếp theo sẽ là căn bậc 2 của âm 4 và 4,9, âm 4,9 bình phương, đúng không? Căn bậc 2 của âm 4,9 bình phương. Như là bình phương sẽ mắc dấu trừ đi. Như vậy kết quả sẽ là bình phương gặp dấu căn bậc 2 biến mất, còn lại là giá trị tuyệt đối của trừ 4,9, đúng không? Như vậy giá trị tuyệt đối của trừ 4,9 sẽ bằng 4,9 thôi, đúng không? Giờ tiếp theo sẽ là cái này. Trừ 0,001 bình phương sẽ bằng dấu trừ, các em viết lại, mình sẽ tính ở trong đây bình phương gặp dấu căn biến thành giá trị tuyệt đối. Như giá trị tuyệt đối của trừ 0,001 bằng dấu trừ viết lại. Giờ giá trị tuyệt đối của cái này sẽ là 0,001, như kết quả là âm 0,001. Giờ như là mình xong câu 3.4 nhé. Giờ các em ghi phần này xong mình sẽ làm câu 3.5 được.
Tiếp theo mình sẽ làm câu 3.5. Mình sẽ rút gọn các biểu khúc. Câu A chứ. Mình sẽ viết lại cái đề. Căn bậc 2 của 2 trừ căn 5 tất cả bình. Giờ bình phương gặp dấu căn biến mất còn lại giá trị tuyệt đối của 2 trừ căn 5. Mình thấy là căn bậc 2 của 5 sẽ là 2 phẩy mấy. Như vậy kết quả các em đảo ngược lại là căn bậc 2 của 5 trừ 2 nha. Vậy chỗ này các em kết luận mình giải thích là về 2 trừ căn 5 sẽ ra số âm đúng không? Hai trừ căn 5 bé hơn không? Tiếp theo mình sẽ làm câu B. Giờ tiếp theo các em giúp gọn biểu khúc này. Ở đây người ta cho x âm, mình sẽ viết lại biểu khúc này. Như là 3 nhân cho căn của x bình phương trừ x cộng 1. Giờ bình phương gặp dấu căn biến mất sẽ thành giá trị tuyệt đối của x trừ x cộng 1. Ở đây người ta cho x âm, như bỏ giá trị tuyệt đối các em thêm dấu trừ nữa, có nghĩa là trừ 3x trừ 3x trừ x cộng 1 sẽ bằng trừ 4x cộng 1 đúng này. Giờ ở đây các em chú thích chỗ này vì x bé hơn không nên chỗ này bỏ giá trị tuyệt đối thêm dấu trừ chỗ này đúng này. Tiếp theo là câu C, các em sẽ viết lại cái đề chứ. Căn bậc 2 có x bình phương trừ 4x cộng 4. Mình sẽ biến đổi trong phía dưới biểu khúc trong dưới dấu căn. Thì mình thấy ở đây sẽ có dạng hàm đẳng khức là a bình trừ 2ab cộng b bình. B ở đây sẽ là 2, b bình là 2 bình phương. D là trừ 2b. Trừ 2ab có nghĩa là trừ 2 nhân cho x nhân 2 đúng không? Như sẽ biến thành x trừ 2 tất cả bậc. Giờ bằng giá trị tuyệt đối của x trừ 2. Ở đây mình cho người ta cho x sẽ bé hơn 2. Như vậy x bé hơn 2 phế vô đây sẽ biến x trừ 2 sẽ biến thành là nhỏ không. Như vậy các em biến đổi chỗ này là 2 trừ x nhé. Đúng không? Giờ các em giải thích về giờ vì x bé hơn 2 nên x trừ 2 sẽ bé hơn không đúng này. Nên bỏ giá trị từ đó các em đảo ngược lại chỗ này đúng này. Giờ như mình xong câu 3.5, 3.5 các em hiểu bài, các em xong hết video hãy các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ làm câu 3.6, không dùng máy tính cầm tay chứng tỏ biểu khúc A có giá trị là số nguyên. Giờ như mình sẽ làm câu 3.6 như sau. Mình sẽ biến đổi nha. Biểu khúc A. Như vậy A sẽ bằng, mình sẽ viết lại cái đề chứ.
1 cộng 2 căn 2 tất cả bệnh. Trừ cho căn. Một trừ hai căn hai tất cả bệnh luôn. Giờ bình phương gặp dấu căn biến mất, như vậy bên đây sẽ là giá trị tuyệt đối của 1 cộng 2 căn 2. 1 cộng 2 căn 2 trừ cho giá trị tuyệt đối bên đây sẽ là 1 trừ 2 căn 2. Giờ xuống dòng bằng. Giờ 1 2 cộng 2 bỏ giá trị tuyệt đối vẫn là 1 cộng 2 căn 2. Vì 1 cộng 2 căn 2 sẽ lớn hơn không, đúng không? Ở đây mình thấy là 2 nhân căn 2 căn 2 nhân căn 2 sẽ lớn hơn 1, như các em phải đảo ngược chỗ này là đúng không? Có nghĩa là lấy 2 căn 2 trừ 1. Giờ như giờ phía trước thì các em biết lại. Giờ chỗ này bỏ dấu ngoặc. Chỗ này sẽ biến thành trừ 2 căn 2. Giờ trừ 1 biến thành cộng 1. Như là 2 căn 2 trừ 2 căn 2 bằng 0, còn lại 1 cộng 1 là 2. Kết quả cuối cùng sẽ là 2. Vậy mình kết luận giá trị biểu khúc sẽ bằng 2 là một số nguyên, đúng không? Vậy giá trị của biểu khúc là 2, là số nguyên 2 cũng được. Giờ như là mình xong câu 3.6 nha. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy dạng giờ hiểu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, các em sẽ bấm nó đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Thầy Liêm. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.